người phụ nữ tác động vật lý tới tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 2 tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Trãi và Hoàng Hoa Thám, ngay trước trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Người phụ nữ lớn tuổi đi xe máy đã dừng xe giữa đường rồi tới mở cửa ô tô, túm cổ áo nam tài xế lôi ra đường và liên tục chửi bới, tát tới tấp vào mặt người này. Nhiều người đi đường đã lên tiếng can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn không nương tay. Nam tài xế tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu và không có bất cứ phản kháng nào. Sau cái tát đầu tiên, người đàn ông đi ô tô đã lặng lẽ quay lại xe nhưng vẫn bị người phụ nữ trên lao tới lôi lại và tát tiếp vào mặt. Anh TDD, 31 tuổi, trú tại khu đô thị Eco Park Hải Dương, thành phố Hải Dương cho biết. Anh là người chứng kiến sự việc và quay lại clip trên. Tôi quá bất ngờ trước sự hung hãn của người phụ nữ đi xe máy. Anh tài xế ô tô đã rất nín nhịn và tỏ ra muốn nói chuyện lịch sự, nhưng bà ấy không nghe, cứ nhảy bổ vào. Việc xử lý hậu quả của va chạm giao thông bằng cách hành hung, nhục mạ người khác nơi công cộng như thế là không thể chấp nhận được. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương Phạm Ngọc Sơn xác nhận rằng sự việc xảy ra vào sáng nay trước cửa Ủy ban nhân dân phường. Khi phường nắm được thông tin ra thì sự việc đã kết thúc, không có tên tuổi người liên quan. Được biết trước đó người phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ thì người đi ô tô đến sau có va chạm rất nhẹ vào đuôi xe máy. Vụ va chạm không gây đổ xe, không ai bị làm sao cả. Người phụ nữ xuống xe và chửi bới tát tài xế ô tô, anh này rất điềm đạm không phản ứng lại. Đó là những gì mà ông Sơn nêu thêm thông tin.